Long Vương trở lại, Giang Thần. chương 301, tái hiện kiến thức bị thất truyền. Đồ vật mà Giang Thần muốn đều là những thứ thường được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc, nên được chuẩn bị rất nhanh. Chỉ mười mấy phút, toàn bộ đồ mà Giang Thần muốn đều đã được chuẩn bị xong. Lúc này, nhân viên lấy thuốc độc hai bên đã chuẩn bị sẵn và đưa cho đối phương. Giang Thần nhận lấy. Đây là một bình gốm màu trắng, trong suốt, bên trong có chứa một ít thuốc bột màu trắng. Anh mở nắp bình, đổ ra một chút xíu đặt ở trước mũi rồi cẩn thận ngửi thử. Nhìn thấy hành động của Giang Thần, Hàn Kim Minh không khỏi mỉm cười, cậu nhóc, dựa theo thỏa thuận lần trước, lần này không có thời gian nghiên cứu, nhưng thuốc độc của tôi không có cách nào giải được. Để cho cậu thua tâm phục khẩu phục, tôi sẽ cho cậu một ít thời gian, để cho cậu nghiên cứu. Nói xong ông ta liền mở thuốc độc mà Giang Thần đã điều phối, cũng không thèm nhìn trực tiếp đưa cho Hồng Lãng. Hồng Lãng chính là thần thuốc, anh ta đã vật lộn với thuốc mấy chục năm qua. Những năm này anh ta tập trung nghiên cứu các vị thuốc nên có thể bào chế ra tất cả các loại thuốc. Cơ thể của anh ta có sức đề kháng rất mạnh, những chất độc bình thường không thể đầu độc được anh ta. Anh ta không do dự, trực tiếp uống. Giang Thần nhìn anh ta chỉ cười nhạt. Thuốc độc do anh chế tạo, tuy rằng độc tính không phải rất mạnh, cũng không đến mức hạ độc chết người cũng không gây tổn thương cơ thể, nhưng lại rất khó giải độc. Muốn pha chế thuốc giải e là không thể. Hơn nữa một khi trúng độc của anh, trong nháy mắt chất độc sẽ lan tràn khắp cơ thể, xâm nhập vào máu toàn thân, hòa vào máu và lan truyền đến các cơ quan nội tạng. Lợi dụng kim bạc châm cứu, điểm huyệt và nhiều cách khác cũng không thể tống hết chất độc ra ngoài. Trừ khi thay máu. Sau khi Hồng Lãng uống thuốc độc, anh ta ngay lập tức cảm thấy choáng váng, hoa mắt chóng mặt lúc này, anh ta nhìn mọi thứ đều thấy chồng chéo lên nhau. Trước mắt anh ta giống như có mấy hàn kim minh, còn đang không ngừng lung lay. Audio điện tử võ tấn bền Hàn, ông Hàn, tôi xuất hiện ảo giác, Hồng Lãng nói. Ngồi xuống, đừng nhúc nhích, Hàn Kim Minh dặn dò, lập tức đi bắt mạch. Mà Giang Thần thì tiếp tục cầm thuốc độc do Hàn Kim Minh phối hợp, không ngừng ngửi ngửi. Nhưng chỉ cần là thuốc bột, sẽ có mùi, cho dù là các mùi được dung hợp sẽ phát sinh thay đổi. Dù trộn lẫn với nhau, Giang Thần vẫn có thể phân biệt được một ít. Chỉ cần có thể biết được nguyên liệu phối hợp tạo thành chất độc thì xác suất tìm ra thuốc giải sẽ rất cao. Tuy nhiên, Giang Thần lại cau mày, bởi vì anh ngửi một lúc lâu cũng không ngửi được mùi của thuốc bột, không thể phân biệt được thuốc độc này phối hợp như thế nào. Nếu không tìm được thuốc giải, vậy thì cũng chỉ có thể dùng một số phương pháp để giải độc anh xoay người nhìn về phía khai hiểu đồng đang đứng ở phía sau lưng lúc này sắc mặt khai hiểu đồng tái nhợt thân thể cũng không không ngừng run rẩy chuẩn bị xong chưa giang thần nhìn cô ta tôi khai hiểu đồng nói nhưng hàm răng không ngừng run rẩy tuy rằng cô ta tin tưởng vào giang thần nhưng dù sao cũng là thuốc độc mạnh thế giới dưới sự uy hiếp của tử thần cô ta cảm thấy khiếp sợ giang thần nắm chặt lấy tay cô ta nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn thề thốt, cô yên tâm đi, không sao đâu. Khai hiểu đồng chỉ cảm thấy mình bị một đôi tay mạnh mẽ có lực nắm lại, nghe được lời nói dứt khoát của Giang Thần, nỗi sợ hãi trong lòng cô ta dẫn tiêu tán, kiên định gật đầu, vâng, tôi chuẩn bị xong rồi. Dưới vô số máy quay đang quay phim, Giang Thần đã cầm lấy nước đã chuẩn bị sẵn trên bàn, đổ thuốc bột màu trắng đang cầm trong tay vào cốc nước. Ngay sau khi thuốc bột vào nước, lập tức phát sinh thay đổi nước uống trong suốt bỗng chuyển sang màu đen. Cái này, nhìn thấy cảnh này, ngay cả phóng viên đang quay phim sắc mặt cũng thay đổi. Những người dưới võ đài cũng bị dọa cho sợ hãi phải đứng dậy. Sắc mặt của khai hiểu đồng bỗng trở nên tái nhợt. Giang thiếu ra, nếu không được, thì chúng ta cứ nhận thua đi. Đường sở sở cũng lo lắng đứng lên nhắc nhở. Giang thần hơi dừng lại, cầm cái ly nước đã biến thành màu đen, đưa cho khai tiểu đồng khai hiểu đồng cầm lấy ly nước nhưng tay thì không ngừng run rẩy cầm ly nước rất lâu cũng không dám uống hàn kim minh ở phía đối diện sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng thuốc độc do giang thần chế tạo độc tính không quá mạnh không thể gây chết người trong thời gian ngắn chỉ khiến người khác váng đầu hoa mắt thậm chí sinh ra ảo giác đây là độc gì ông ta cũng không thể phân biệt được ông ta chỉ có thể sử dụng kim bạc châm cứu giải độc uống đi giang thần nhìn khai hiểu đồng đang do dự Khai Hiểu Đồng hít một hơi thật sâu, lập tức cầm lấy ly nước đen uống một hơi cạn sạch. Thứ nước đen này rất đắng, vừa uống vào, Khai Hiểu Đồng cảm thấy cổ họng của mình giống như bị lửa đốt, cảm giác giống như có một ngọn lửa đang theo cổ họng của mình di chuyển đến toàn thân. Trong thời gian rất ngắn, làn da trắng nõn của cô ta đã đỏ bừng lên. Choang, ly nước ở trong tay cô ta rơi ở trên mặt đất. Thân thể của Khai Hiểu Đồng cũng ngã xuống, cô ta đưa tay che cổ họng, lăn lộn trên mặt đất nóng quá, tôi nóng quá, thật khó chịu, khó chịu chết đi được. Giang thần nhanh chóng ngồi xổm xuống, kéo cổ tay của khai tiểu đồng, áp tay lên mạch đập của cô ta, ngay sau đó nhìn sắc mặt, mở mí mắt ra. Toàn bộ quá trình chưa tới 30 giây. Hãy đỡ cô ấy đứng dậy, đừng để cô ấy làm loạn. Giang thần ra lệnh. Ngay lập tức, một số nhân viên nữ đã đến và hỗ trợ khai hiểu đồng, người đang cảm thấy khó chịu. Giang thần đứng lên, cầm lấy kim bạc ở trên bàn. Chỉ một cái hất tay, toàn bộ kim bạc ở trong tay liền bay ra ngoài. Một cây, hai cây, mười cây. Chỉ trong vài giây, trên người khai hiểu đồng đã cắm đầy kim bạc. Cái này, tất cả các thầy thuốc già đều phải kinh ngạc đứng lên. Bọn họ hành nghề mấy chục năm nay nên đã rất quen thuộc với châm cứu, đã nhìn thấy rất nhiều phương pháp châm cứu, nhưng chưa từng thấy cách châm cứu như thế này. Với khoảng cách hơn hai thước, cứ như vậy ném ra ngoài, nhưng lại chính xác đâm vào huyệt đạo trên người Khai Hiểu Đồng không sai tí nào. Ngay khi Giang Thần ra tay, ngay lập tức anh đã khiến các thầy thuốc già hành nghề nhiều năm phải kinh hãi. Thậm chí có một số người còn không nhịn được đi lên võ đài xem ở khoảng cách gần. Ngay cả Phương Vĩnh Cát, Phương Thốn Tâm cũng như vậy, không nhịn được mà bước lên võ đài. Giang Thần ra tay, sử dụng kim bạc để phong ấn kinh mạch và huyệt đạo trên cơ thể của Khai Hiểu Đồng ngăn chặn sự phát tán của độc tố. Đồng thời anh còn sử dụng kim bạc, làm tê cơ thể của Khai Hiểu Đồng, nhằm giảm bớt đau đớn cho cô ta. Lúc này, đau đớn ở trên người của Khai Hiểu Đồng đã tiêu tan rất nhiều. Nhưng mà trên trán của cô ta đã lấm tấm những hạt mồ hôi màu đen, những hạt mồ hôi màu đen này nhỏ giọt theo gò má, rơi xuống cổ, từ từ nhỏ xuống. Thấy cảnh này, Giang thần nhíu mày. Thật là một chất độc khủng khiếp giang thần cũng bị loại thuốc độc mà hàn kim tinh chế ra làm cho sợ hãi chỉ trong một phút mà đã lan tràn khắp cơ thể và chỉ cần ba phút là có thể toi mạng đây tuyệt đối không phải chuyện đua cô cảm thấy như thế nào giang thần nhìn khai hiểu đồng được rồi tốt hơn nhiều rồi khai hiểu đồng yếu ớt nói ừm giang thần gật đầu nói đừng lo lắng tôi đã sử dụng kim bạc để phong bế kinh mạch toàn thân và huyệt đạo của cô bây giờ máu của cô chảy rất chậm chắc hẳn có thể giữ vững được trong thời gian 10 phút, tôi chắc chắn có thể tống khứ được hết tất cả chất độc ra khỏi cơ thể cô. Ừm, khai hiểu đồng gật đầu. Bây giờ cô ta chỉ có thể tin tưởng vào giang thần. Giang thần lại cầm lên một cây kim bạc, sau đó cầm rượu, cầm bật lửa, đưa cho nhân viên đang làm việc. Để tôi đi, một giọng nói truyền tới. Người đi lên võ đài chính là Phương Thốn Tâm. Cô ta đi tới nói, những người này còn thiếu kinh nghiệm, tôi sẽ giúp anh. Nghe vậy, mấy người nhân viên làm việc đem cồn, bật lửa và các dụng cụ khác cho Phương Thốn Tâm. Giang Thần thì đi vòng qua sau lưng Khai Hiểu Đồng. Nhìn thấy dây áo lót của cô ta, anh khẽ cau mày. Hai dây áo lót này sẽ mang lại rắc rối cho lần điều trị tiếp theo của cô ta. "Sở Sở," anh gọi. "Vâng," Đường Sở Sở nhanh chóng đi tới. Giang Thần có hơi ngượng ngùng nói, "Em, em cởi quần lót của cô ấy ra, sau đó giữ chặt phía trước quần lót của cô ấy." để cho quần lót không bị rơi ra ngoài đi hiện tại anh sẽ bắt đầu xử lý từ phía sau của cô ấy đường sờ sờ hơi sững sờ sau đó gật đầu được cô nhanh chóng cởi dây áo lót của hiểu đồng ra để nó ở trước mặt mình còn tay thì giữ lấy quần lót nếu không quần lót sẽ bị tuột ra toàn bộ tấm lưng của hiểu đồng đã hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người hiện ra ở trong mắt khán giả cả nước giang thần nhanh chóng bỏ kim bạc ở trên lưng khai hiểu đồng ra vừa rút kim bạc ra có thể thấy thấy một ít máu độc màu đen đang nhanh chóng chảy ở bên trong mạch máu của cô ta giang thần cầm châm bạc nhanh chóng ra tay rất nhanh sau lưng khai hiểu đồng đã cắm đầy châm bạc côn bật lửa phương thốn tâm nhanh chóng đưa tới giang thần nhận lấy đồng thời dặn dò cô đi vào tủ lạnh lấy châm bạc đóng băng ra đây cho tôi phương thốn tâm nhanh chóng đi lấy còn giang thần mở cồn sau đó đổ một ít ra tay sau đó tay tùy tiện vung vẩy, cồn trong tay trực tiếp giải về phía sau lưng của khai tiểu long. Ngay sau đó, anh cầm bật lửa, trực tiếp đốt. Bùm! Ngọn lửa bốc cháy ngay lập tức. Dưới ánh nhìn của khán giả cả nước, hàng chục cây kim bạc ở sau lưng khai tiểu long cũng bốc cháy. Kim hỏa diễm! Phương Vĩnh Cát kinh ngạc hét lên. Kim hỏa diễm được ghi lại ở trong sách cổ, một kiến thức đã bị thất truyền, không, không ngờ, khi tôi còn sống lại có thể nhìn thấy kim hỏa diễm được ghi trong sách cổ mấy giây sau ngọn lửa ở trên kim bạc tan biến mà chiếc kim bạc cũng biến thành màu đen một ít máu đen còn chảy dọc theo kim bạc nhỏ xuống giang thần nhanh chóng rút kim ra ném hết vào trong thùng rác vào lúc này phương thốn tâm cũng đã mang kim bạc đóng băng tới đưa cho giang thần giang thần nhận lấy kim bạc đóng băng bắt đầu hạ kim chẳng mấy chốc sau lưng của khai hiểu đồng đã cắm đầy kim bạc. Vào giờ phút này điều kỳ diệu lại xuất hiện lần nữa. Những cây kim bạc bị đóng băng, bắt đầu tan ra và nhanh chóng biến mất ở phía sau lưng của khai hiểu đồng. Kim băng phách, Phương Vĩnh cắt lại kinh ngạc thêm lần nữa. Những thầy thuốc hiếp khác cũng hét lên. Thật sự là kim băng phách. Dưới rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, Giang thần lại châm cứu thêm lần nữa, lại sử dụng cồn lần nữa, chuyện kỳ diệu lại xuất hiện thêm lần nữa sau lưng của khai hiểu đồng được bao phủ bởi kim bạc những cây kim này hiện có đầy băng lại có một ngọn lửa đang bốc cháy hơn nữa thứ tự sắp xếp của các kim bạc rất thần kỳ kim hỏa diễm tổ hợp lại với nhau tạo thành một chữ hỏa kim băng phách tổ hợp lại với nhau tạo thành chữ băng hai chữ lửa băng răng khắp nơi trong lửa có băng trong băng có lửa kim âm dương nghịch thiên có rất nhiều thầy thuốc già vây xem, lại lần nữa phải hít sâu một hơi lạnh. Quá thần kỳ! Kim hỏa diễm, kim băng phách ở trong truyền thuyết, một hỏa một băng, một âm một dương, kết hợp lại chính là kim âm dương nghịch thiên. Người ta đồn rằng kim âm dương nghịch thiên có thể người chết sống lại. Khi còn sống có thể thấy kiến thức bị thất truyền như vậy, thật sự không uổng công sống ở trên đời. chương 302, Quỳ Tập Thể Giang thần tung ra tuyệt học thất truyền, khiến giới y học cổ truyền Trung Quốc vô cùng kinh hãi. Người thường xung quanh đều đứng xem náo nhiệt, người có chuyên môn thì canh cửa. Một màn này vô cùng rực rỡ trong mắt những người khác. Đặc biệt mỗi khi kim hỏa diễm kết hợp lại, nhìn qua như chữ lửa, kim băng phách hợp lại, nhìn qua thì như chữ băng. Hai chữ đan xen nhau khắp nơi, trong người có ta, trong ta có ngươi. Rất rực rỡ, rất xinh đẹp, cũng vô cùng chấn động. Một màn này rằng có hơn 10 giây mười mấy giây sau, kim hỏa diễm bị một ít máu đen tươi tắt. Băng phách trên kim còn lại cũng biến thành băng đen. Giang thần nhanh chóng rụt lại. Anh thông qua kim âm dương, thải phần độc tố trong người của khai hiểu đồng ra. Nhưng độc trên người cô ta vẫn chưa được thải hết hoàn toàn. Anh bắt đầu rút một kim khác ra khỏi người khai hiểu đồng. Sau khi rút ra, mới nói với đường sở sở, cài nút lại giúp cô ấy lúc này đường sở sở mới cẩn thận cài cúc áo giúp khai hiểu đồng giang thần ra lệnh nằm thẳng ra khai hiểu đồng được đường sở sở đỡ nằm trên giường bệnh được chuẩn bị trước giang thần cầm lấy rác hơi trên bàn bỏ thêm một chút cồn lấy ra cái bật lửa châm vào nhanh chóng đặt lên bụng của khai hiểu đồng kỳ tích lại xuất hiện lần nữa rác hơi nhanh chóng chạy trên bụng cô ta giống như một con rắn sống đây truy phong quán sao Phương Vĩnh Cát há hốc miệng. Những người trong giới y học cổ truyền khác đều là mắt không chấp nhìn chằm chằm, vô cùng chăm chú vào từng động tác một của Giang Thần, muốn từ đó học được một ít kỹ xảo đã thất truyền. Giang Thần cẩn thận nhìn chăm chú vào rác hơi đang chạy trên bụng của Khai Hiểu Đồng. Mấy giây sau, rác hơi ngừng lại. Anh nhanh chóng rút ra. Bên trong rác hơi đã có không ít máu độc. Giang Thần sau khi rút ra thì để ở một bên, đưa tay đặt lên vai Khai Hiểu Đồng, đầu ngón tay lướt nhanh chóng theo làn da của đối phương, mãi cho đến lòng bàn tay, nơi đó trong nháy mắt biến đen, Giang Thần lấy ra kim châm, đâm rách ra thịt ở lòng bàn tay của cô ta, máu đen nhanh chóng xếp hàng chảy ra. Thuật xoa bóp tầm long những người lớn tuổi trong giới y học cổ truyền ở đây khiếp sợ lần nữa. Quá thần kỳ. Một loạt các thao tác đều là tuyệt học thất truyền. Ừ. Vào giờ phút này, Giang thần nhận thấy được sắc mặt của khai hiểu đồng có chút không đúng anh nhìn chằm chằm vài giây, chợt nhíu mày. Phương Vĩnh Cát đứng một bên nhắc nhở, độc tố đa sắp lan rộng tới não, phải nhanh chóng thải ra, nếu không một khi nó đi vào được đại não, thì coi như xong. Không cần Phương Vĩnh Cát nhắc nhở thì Giang Thần cũng biết. Anh đưa tay, đặt lòng bàn tay lên bụng trơn nhẫn của Khai Hiểu Đồng, nhẹ nhàng đè một cái. Đầu của cô ta hơi ngẩng lên trên. Giang Thần nhân cơ hội này, nhanh chóng ra tay điểm huyệt. Bắt đầu từ đỉnh, mãi cho đến bụng. Trong nháy mắt khi người ngẩng đầu lên, bất quá chỉ là 2 3 giây, mà Giang Thần đã điểm được mười mấy huyệt đạo, mỗi lần ra tay đều rất chuẩn, khiến các bác sĩ ở đây nhìn đến hoa mắt. Sau khi điểm huyệt qua một loạt, độc tố nửa người trên lần thứ hai bị Giang Thần dồn xuống nửa người dưới. Anh vươn hai tay, nắm lấy chân Khai Hiểu Đồng, xoa bóp từ trên xuống. Đùi cô ta rất trắng, thấp thoáng trong lúc đó còn có thể thấy được mạch máu máu đen bên trong mạch máu đều bị giang thần nhanh chóng dồn vào lòng bàn chân anh lấy ra một cái rác hơi rất nhỏ trực tiếp dán lên đó rác hơi nhanh chóng chuyển động khiến máu đen ở lòng bàn chân cấp tốc bị hút ra chân trái xong đổi sang đùi phải động tác giang thần thành thạo rất nhanh nhanh đến mức khiến một số người lớn tuổi trong giới y học cổ truyền hành nghề được mấy chục năm đều không thấy rõ động tác của anh cũng không biết người làm xong thế nào sau khi qua một loạt động tác, độc tố trong người khai hiểu đồng đã được thải ra cỡ bảy tám phần. Nhưng, cũng không thiếu người vẫn còn ở lại. Mà Hàn Kim Minh ở đối diện đã đầu đầy mồ hôi. Anh vận dụng tất cả, nhưng vẫn không thể thải hết độc trong người hồng lãng ra, kim châm, thủ pháp điểm huyệt của bản thân giống như vào giờ phút này đã mất đi tác dụng. Hiện tại đã trôi qua được 3 phút đồng hồ. Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía đối diện. Đằng trước có hơn 100 người đang vây xem. Những người này chặn mất đường nhìn, anh cũng không biết tình trạng của Khai Hiểu Đồng hiện tại như thế nào. Sau khi Giang Thần làm xong một loạt các động tác, lúc này mới nhìn về phía Khai Hiểu Đồng đang nằm trên giường bệnh, hỏi hiện tại cảm thấy thế nào. Nói như thế nào nhỉ? Khai Hiểu Đồng nằm trên giường, không thể nói lên được cảm giác hiện tại của bản thân là cảm giác gì, ngẫm nghĩ vài giây, cô ta mới mở miệng nói, đầu hơi choáng váng, cơ thể một hồi nóng, một hồi lạnh, nhưng rất thoải mái. Giang Thần hỏi lại lần nữa, "Đứng lên được không?" "Có, có thể." Cô ta xoay người chuẩn bị đứng lên, thì Đường Sở Sở đúng lúc đỡ được người. "Đứng thẳng." Giang Thần nói. "Ừ." Khai Hiểu đồng gật đầu. Giang Thần liếc mắt nhìn, lấy một cây kim châm, sau khi cầm trong tay ước lượng một chút, lại lấy ra thêm hai cây. Tản ra một chút. Theo lời phân phó của Giang Thần, bác sĩ quan sát bốn phía cũng hơi thụt lùi lại. Hàn Kim Minh đối diện thấy vậy, cũng đi tới. Độc trong người hồng lãng, ông ta không cách nào chế được thuốc giải, càng không có cách nào thải hết độc tố ra, hiện tại ông ta muốn tới xem một chút, thằng nhóc gian thần này rốt cuộc là có manh mối gì. Mọi người nhường ra một chỗ trống. Sở Sở, em cũng lui về sau. Được. Đường Sở Sở đang đỡ Khai Hiểu Đồng cũng buông người ra, hơi lùi lại. Hàng trăm bác sĩ làm thành một vòng tròn, chỉ có Khai Hiểu Đồng đứng ở chính giữa. Tay trái giang thần cầm kim châm, lại chuyển kim châm sang tay phải. Ấn đường. Giang thần cùng lúc mở miệng, tay run một cái, kim chân trong tay bay ra ngoài, chính xác đi thẳng vào giữa ấn đường của khai hiểu đồng. Kim châm đâm vào hai tấc không lệch chút nào. Nhân chung. Lần thứ hai ném ra kim châm. Giang thần nhanh chóng ra tay. Đằng trước, bên cạnh, đằng sau. Tất cả kim châm trong tay nhanh chóng được ném ra, tất cả đều đâm vào trong cơ thể của khai hiểu đồng đoạt mệnh 81 châm. Thấy một màn như vậy, Hàn Kim Minh kêu lên, sắc mặt giống như nhìn được cái gì đó rất kinh khủng cậu, cậu là Hắc Long. Cái gì, đây là đoạt mệnh 81 châm. Theo tiếng kêu của Hàn Kim Minh, hiện trường trở nên ẩm ý. Ông ơi, không sai, đây chính là đoạt mệnh 81 châm, vừa vặn đâm vào 81 huyệt đạo trong người của Khai Hiểu Đồng. Phương Thốn Tâm mở miệng nói, lúc Giang Thần ra Gia châm, cô ta đã âm thầm đếm. Thần kỳ lại xuất hiện lần nữa. Kim châm trên người Khai Hiểu Đồng trong nháy mắt biến đen. Độc tố trong cơ thể đều xếp hàng chảy ra theo đường kim. Giang Thần cười nhạt, đi tới, lấy từng cái trên người cô ta xuống, nói: "Hiện tại đã không sao rồi." Ha! À, khai Hiểu Đồng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhặt về được một cái mạng. Giang Thần cười nói: "Ra sau tắm một chút, mặc quần áo vào." Khai Hiểu Đồng liếc mắt nhìn Giang Thần trong mắt mang theo tình yêu, khẽ gật đầu, ừ. Cô ta nhanh chóng rời sân khấu. Sư phụ, thỉnh thu tôi làm đồ đệ. Hàng trăm danh y trên võ đài đều quỳ trên mặt đất. Ngay cả đào bạch bạch, mặc tử là bác sĩ nổi danh cũng như vậy. Còn có phương thốn tâm cháu gái của phương vĩnh cát cũng quỳ xuống. Chỉ có mình ông ta còn đứng. Thật là thần kỳ, trên mặt phương vĩnh cát mang theo thần sắc vui mừng, y học cổ truyền có người kế nghiệp, Bác sĩ nổi tiếng đều quỳ trên mặt đất, nhìn Giang Thần, trong mắt mang theo nóng bỏng. Giang Thần hôm nay cho thấy thực lực đáng sợ của bản thân. Anh phát huy đều là tuyệt học đã sớm thất truyền, những tuyệt học chỉ còn tồn tại trong sách cổ. Kim hỏa diễm, kim băng phách, kim âm dương, truy phong quán, thuật xoa bóp tầm long cùng với cái đoạt mệnh 81 châm cuối. Những thứ này đều là phương pháp chữa bệnh trong truyền thuyết. Cậu, thần sắc Hàn Kim Minh tái nhợt, nhìn chằm chằm vào giang thần trên mặt đều là vẻ không thể tin được làm sao có thể điều này làm sao có thể cậu làm bằng cách nào giang thần cười nhạt nói hàn kim minh ông chịu thua sao tôi hàn kim minh muốn mở miệng nhưng lời đến khóe môi lại nuốt xuống sửa lại nói tôi chịu thua không nghĩ tới cậu đã học xong tuyệt học của hàn y nhưng tôi chịu thua không có nghĩa là hàn y thua nói xong ông ta kêu nhân viên công tác đòi thuốc giải của giang thần sau khi cho Hồng Lãng ăn xong, thì chán nản kéo người đi. Hắc Long, Hắc Long. Chiến thần Trung Quốc, Hắc Long duy nhất. Hiện trường vang lên từng tiếng ủng hộ kịch liệt. Tiếng kêu như sóng lớn, lớp sau cao hơn lớp trước. Mà Giang Thần nhìn những bác sĩ nổi tiếng còn quỳ trên mặt đất, sờ mũi, nói, những thứ nào đều là thần y sở sở chỉ cho tôi, nếu các người muốn bái sư, cô ấy mới là thần y. Hả? Vẻ mặt Đường Sở Sở kinh ngạc. Đây mắc mớ gì đến cô? Sở Sở, xin nhận tôi. Cô Sở Sở, tôi nguyện ý vào bệnh viện Thế Kỷ. Không ít bác sĩ nổi tiếng mở miệng. Bọn họ không ngốc, bọn họ đều hiểu Đường Sở Sở không có biết y thuật. Nhưng Giang Thần lại biết, hiện tại Giang Thần để bọn họ bái Đường Sở Sở làm thầy, đây là một cơ hội. Miễn là đi theo Đường Sở Sở, như vậy đương nhiên là có thể được Giang Thần chỉ bảo vô số bác sĩ nổi tiếng cũng bắt đầu bái sư. Đường sở sở ngạc nhiên, bộ dáng nhất thời không biết làm sao. Cuối cùng cũng kết thúc. Giang thần nhẹ giọng thì thào, hiện tại đã giải quyết được cuộc phiền phức Hàn Kim Minh này, nhưng bản thân anh vẫn còn một cái phiền phức chưa giải quyết. Tất cả mọi người vây lấy đường sở sở, mà Giang thần lặng yên không tiếng động dưới tình trạng như vậy rời khỏi. Khai hiểu đồng đi ra sau nhanh chóng tắm rửa cơ thể, thay quần áo xong đi ra, nhưng hiện trường chỉ còn mấy người bác sĩ đang quỳ trên mặt đất muốn bái đường sở sở làm thầy mà giang thần lại chẳng biết đã đi đâu thần sắc trên mặt cô ta thất vọng tôi tôi đồng ý mọi người mọi người đứng lên trước đi đường sở sở không còn cách nào không thể làm gì khác hơn là đồng ý trước những ông già trong giới y học cổ trường đứng lên đào bạch bạch là người đầu tiên mở miệng vẻ mặt áy náy sư phụ sở sở chuyện lần trước ở giang bắc là tôi sai Xin sư phụ coi như tôi đang giỡn, từ hôm nay trở đi, tôi chính là bác sĩ ở bệnh viện thế kỷ, đúng rồi, sư phụ, người cùng với Hắc Long là quan hệ thế nào vậy, sau này Hắc Long có qua bệnh viện thế kỷ chỉ bảo cho chúng tôi không? Tất cả mọi người nhìn Đường Sở Sở. Bọn họ bái Đường Sở Sở làm thầy, cũng dự đoán sẽ được Giang Thần chỉ bảo. Đường Sở Sở quét mắt nhìn sân khấu, lại không phát hiện bóng dáng của Giang Thần, cô do dự trong chốc lát, mới lên tiếng, "Sẽ Cô đã quyết định ly hôn với phế vật Giang Thần, gả cho Giang Thần Hắc Long. Sau này hai người là vợ chồng. Nói như vậy, Hắc Long nhất định sẽ tới bệnh viện thế kỷ. Nghe vậy, mặt mày mọi người lúc này mới dạng dỡ. Mà Mao Khang cũng nhận được nhận xét của đoàn giám khảo. Mao Khang cất cao giọng nói, im lặng, im lặng. Tiếng động lớn ẩm ý ở hội trường im lặng lại. Mao Khang hít sâu một hơi, nói thật là một cuộc thi làm cho người ta vô cùng sục sôi, qua cuộc thi lần này, đại hội trung y kết thúc viên mãn, hiện tại tôi tuyên bố, thần y lần này là cô, đường sở sở. chương 303 còn có thể kiện anh ấy không? Bởi vì Giang thần nên lần này đường sở sở trở thành thần y. Tuy rằng đường sở sở không biết y thuật, nhưng truyền thông vẫn đem danh hiệu thần y giao cho đường sở sở, đây là sự khẳng định dành cho Giang thần. Giang thần đã lật ngược tình thế, đánh bại Hàn Kim Minh bảo vệ tôn nghiêm của y học trung quốc giữ được văn hóa truyền thừa mấy nghìn năm của trung quốc nếu giang thần muốn đẩy đường sở sở này ra làm thần y bách thảo đường cùng tất cả các bệnh viện khác đều muốn cho giang thần một cái nhân tình giang thần im lặng không tiếng động rời khỏi đại hội trung y kết thúc nhưng chuyện của anh còn chưa kết thúc anh chọc phiền phức chọc tới kiện cáo tuy rằng bản thân là bị hãm hại nhưng đúng là anh đã vấy bẩn y đình đình làm sao bây giờ giang thần đi trên đường mang theo nét mặt ngưng trọng tần sương vẫn đi sau lưng anh giang thần ngừng lại xoay người nhìn tần sương phân phó nói cô về trước đi cậu chủ vậy còn cậu giang thần hơi chịu thua không cần xen vào chuyện của tôi vâng tần sương gật đầu xoay người rời đi sau khi cô ta rời đi thì giang thần gọi điện thoại cho tiêu giao vương ông tiêu giao cho người đến đón tôi thuận tiện đưa tôi đến đồn cảnh sát rồi kêu người của anh về. Sau khi Giang Thần gọi điện xong, thì đứng chờ ở ven đường. Tiêu Giao Vương xuất hiện rất nhanh, ông ta đưa Giang Thần trở về lần thứ hai. Sau khi Giang Thần quay lại phòng giam, liền nằm trên tấm ván gỗ, chắp hai tay sau ót, ngây người nhìn Trần nhà. Buổi tối, đường sở sở về tới nhà. Hôm nay xảy ra chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cô được thấy y thuật của Hắc Long. Cũng bởi vì Hắc Long, một trăm bác sĩ nổi tiếng ở phố Y, hầu hết đều bái cô làm thầy thậm chí là tham gia vào bệnh viện thế kỷ trở thành bác sĩ của bệnh viện thế kỷ cũng là bởi vì hắc long cô mới nhận được danh hiệu thần y hiện tại cô trở thành viên minh châu nổi tiếng nhất trong nước vinh quang của cô đều là do hắc long cho chuyện này càng củng cố quyết tâm để cô ly hôn với giang thần ly hôn với giang thần này gả cho giang thần hắc long sở sở con thật làm tăng thêm mặt mũi cho nhà họ đường vừa vào nhà hà diễm mai đã đi tới trên mặt bà ta là nụ cười rực rỡ mẹ đã coi tv hắc long thật lợi hại đánh bại hàn kim minh đến từ nước hàn con cùng cậu ấy đúng là trời đất tạo một đôi nhưng mà bây giờ tôi còn chưa ly hôn với giang thần vẻ mặt đường sở sở chán nản hà diễm mai cười nói không có chuyện gì rất nhanh thì có thể ly hôn ừm đường sở sở gật đầu chỉ chờ sau khi giang thần bị xử phạt cô sẽ đưa đơn xin tòa cưỡng chế ly hôn đường sở sở vừa về nhà không lâu thì đường thiên long đã cho người của nhà họ đường tới người một nhà cũng bắt đầu nịnh bợ đường sở sở ngày hôm nay hắc long cho thế nhân thấy y thuật đáng sợ của mình lần thứ hai danh chấn thiên hạ lời đồn hắc long chết trận ở ngoại sơn thiên sơn cũng tự động sụp đổ toàn bộ mạng lưới đều đang thảo luận về hắc long mà anh thì lại ở phòng giam trong đồn cảnh sát đêm tối lặng im không tiếng động trôi qua Ngày hôm sau là ngày mở phiên tòa. Mặc dù Bạch Tố mời luật sư cho Giang Thần, nhưng bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, luật sư không nắm chắc có thể chiến thắng phiên tòa lần này. Giang Thần đã bị đưa đến tòa từ sáng sớm, mà người nhà họ Đường cũng tới tòa từ trước. Cửa tòa án, một xe cảnh sát chạy tới. Giang Thần bị bắt xuống xe. Vừa xuống xe, anh liền thấy ngoài cửa đứng không ít người. Có Đường Sở Sở cùng người nhà họ Đường còn có hứa tinh bạch tố đang chờ với những người trong tập đoàn thời đại khoa cùng y trọng đường sở sở thấy giang thần mang theo còng tay bị bắt xuống xe cảnh sát cô đi tới nói có thể cho tôi nói chuyện với anh ta vài câu không cảnh sát khẽ gật đầu nói nhanh một chút giang thần nhẹ nhàng cười nói vợ sao em cũng tới đường sở sở hơi ngừng lại cắt đứt lời giang thần nói giang thần anh nhất định sẽ bị xử phạt chỉ cần anh chủ động thừa nhận sai lầm, có thể quan tòa sẽ giảm nhẹ tội, anh cứ yên tâm cải tạo trong tù, chờ sau khi ra ngoài phải sống thật tốt, mà tôi không có khả năng chờ anh, sau khi anh vào tù, tôi sẽ xin cưỡng chế ly hôn. Mũi giang thần đau xót. Kết hôn thời gian dài như vậy, anh cùng đường sở sở hiểu lầm không ngừng. Nhiều lần thiếu chút nữa đã ly hôn. Hiện tại, cuối cùng đường sở sở cũng nói ra. Sở sở. Đường sở sở xoay người rời khỏi, không để ý tới giang thần nữa giang thần bị cảnh sát mang đi tòa án phòng theo dõi bị cáo giang thần nhíu mày lần mở phiên tòa kế tiếp rất bất lợi với anh muốn hóa giải kiếp nạn chỉ có một cách đó chính là khiến y trọng hủy bỏ đơn kiện lúc này tiêu giao vương đi tới ông ta châm một điếu thuốc đưa tới giang thần nhận lấy nhìn đối phương một cái thế nào đến cười tôi tiêu giao vương ngồi xuống đối diện anh cười nói sao có thể Tôi là tới nhìn, xem có thể giúp cậu được gì không. Gọi Y Trọng tới. Giang Thần hút thuốc. Chuyện cho tới giờ chỉ cần anh thẳng thắn, mong Y Trọng có thể hủy bỏ đơn kiện. Được. Tiêu Giao Vương xoay người rời đi. Rất nhanh đã dẫn Y Trọng tới. Sau khi Y Trọng đi đến, lạnh lùng nói, Giang Thần, tôi cho cậu biết, vô luận cậu tìm ai cũng vô dụng, coi như là chủ soái Tiêu Giao đứng ra, thì tôi cũng sẽ tuyệt đối không hủy bỏ đơn khởi tố với cậu. Giang thần cười nói, chú y, thật ra cháu cũng là bị hãm hại. Hãm hại, y trọng lạnh lùng cười, chứng cứ vô cùng xác thực, cậu còn nói dối. Tiêu giao vương xen vào, nói cậu ấy đúng là bị hãm hại, ông là khách mời quý giá mà đại hội giới trung y mời tới, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì ông nên biết, việc này là do Hàn Kim Minh làm ra, ông ta sợ giang thần, lo lắng giang thần sẽ phá hư kế hoạch của ông ta, lúc này mới nghĩ biện pháp hãm hại giang thần, đem người bỏ tù nghe vậy y trọng sửng sốt liếc mắt nhìn giang thần chợt lạnh lùng nói cậu ta cho mình là ai đáng giá để hàn kim minh ra tay hãm hại hắc long sao nói đúng đó tiêu giao vương gật đầu nói cậu ấy đúng là hắc long y trọng mạnh mẽ đứng dậy trên mặt ông mang theo vẻ khiếp sợ cùng nghi ngờ chất vấn điều đó là không có khả năng hôm qua tôi đã được thấy hắc long là chiến thần của trung quốc vì quốc gia giành được công lao hiển hách hôm qua còn một mình ra sức, cứu vãn trung y, chủ soái tiêu doan, xin đừng đem hắc long ra nói giỡn. Tiêu giao vương giải thích, quả thật là vậy, ngày hôm qua là tôi treo đầu dê bán thịt chó, đem giang thần ra, lúc này mới có thể lật ngược tình thế, hôm qua xuất hiện chính là cậu ấy, chỉ có điều đeo mặt nạ ra người thôi. Nói xong, lấy ra giấy chứng nhận của giang thần hắc long. Mời xem, y trọng cầm lấy. Đúng thật là giấy chứng nhận của Hắc Long, ông trợn tròn mắt cậu, cậu thật là hắc Long. Giang thần gật đầu. Đúng, tôi đã biết Hàn Kim Minh sẽ có hành động từ lâu, nhưng không biết sốt của ông ta muốn làm gì. Tôi không nghĩ mục đích của ông ta chỉ muốn đánh bại người trong giới y học cổ truyền. Nhân cơ hội này phát triển Hàn Y, tôi tin tưởng Đại hội Trung Y lần này chỉ là một bắt đầu, mục đích của đám người Hàn Kim Minh chắc chắn không chỉ có thế. Ông ta sợ tôi quấy rầy kế hoạch của mình, lúc này mới hãm hại tôi, bản thân vậy mà nhất thời không cẩn thận, đúng theo chú nói, tuy rằng bản thân bị hãm hại, nhưng tôi với con gái chú, đúng là đã xảy ra quan hệ, cho nên tôi cảm giác xin lỗi sâu sắc. Y trọng gắt gao nhìn chằm chằm giang thần. Ông không thể nghĩ tới, người làm với bẩn con mình vậy mà lại là Hắc Long. Là chiến thần bảo hộ của Trung Quốc. Là thần y của Trung Quốc. Anh chấn thủ biên giới, bảo vệ an ninh quốc gia. Lần này lật ngược tình thế ở Đại hội Trung Y. Đối mặt với một anh hùng dân tộc như vậy, ông thực sự không thể kiệt nhưng con gái của mình đúng là người bị hại. Giang thần, bỏ đơn khởi tố không phải không có khả năng, cậu chỉ cần lấy con gái tôi, tuy rằng bị hãm hại, nhưng đình đình là vô tội, sau này con bé không thể nào sống như người bình thường, chỉ có thể gả cho cậu. Giang thần nhíu mày, nói tôi có vợ rồi. Y trọng nói, lúc nãy ở bên ngoài tôi nghe được, đường sở sở muốn ly hôn với cậu, ly hôn đúng lúc, nhưng vậy cậu có thể quang minh chính đại cưới đình đình, con bé cũng không tệ, tài đức có đủ, gương mặt cũng không thua đường sở sở. Giang thần xoa nhẹ huyệt thái dương. Y trọng đúng là sẽ tìm chuyện cho anh. Ly hôn, đây là chuyện không thể nào. Anh yêu đường sở sở, không có đường sở sở, sẽ không có anh của ngày hôm nay. Mười năm cực khổ của đường sở sở, anh đã thề, muốn cho đường sở sở trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, để báo đáp ân cứu mạng của cô, bù đắp sai lầm năm đó. Chú y, chú biết rõ tôi có vợ, tôi sẽ không ly hôn với vợ mình, chú lại để tôi cưới con gái chú, đây là hãm hại tôi bất nhân bất nghĩa, bỏ đi, ông cứ kiện, là tôi làm sai, cứ để tôi ngồi tù. Cậu, sắc mặt y trọng tái xanh, tiêu giao vương một bộ dáng không giúp gì được cho Giang thần, nói cậu Giang, quân đội còn chuyện xử lý, tôi đi về trước, sau này sẽ tới phòng giam thăm cậu, chỉ mong sau khi vào tù, biên giới Nam Hoang vẫn luôn hòa bình, bằng không sinh linh sẽ đổ thán. Tiêu Giao Vương nói xong, xoay người rời đi. Giang Thần dựa vào ghế, một câu cũng không nói. Y trọng lại gấp như con kiến bò trên chảo. Phải làm gì đây? Kiện Hắc Long, nếu như truyền ra ngoài, ông sẽ đắc tội với nhiều người, là tội nhân lưu danh. Không kiện thì Đình Đình làm sao? Giang Thần, không thể thương lượng sao? Trên mặt Y Trọng đầy vẻ bất đắc dĩ. Nếu như Giang Thần có thể lấy con gái ông, bản thân có thể tuyên bố ra ngoài, đây là sự hiểu lầm hơn nữa có hắc long làm con rể, đây tuyệt đối là làm dạng dỡ tổ tông. Chú y, chuyện này tôi cũng có lỗi, tôi thẹn với đình đình, nhưng tôi không thể cưới cô ấy, để tôi ngồi tù bù đắp sai lầm vậy. Hai, y trọng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chợt hơi ngừng lại, mà thôi, mà thôi, cứ tính như vậy, đây là mệnh của đình đình. Nói xong, ông xoay người rời đi. Sau khi rời đi, ông hủy bỏ đơn khởi tố. Mà Giang Thần cũng được vô tội phóng thích cha, tại sao? Tòa án, trong một phòng khác. Y đình đình mặt mày như hoa, khóc thút thít nói, tại sao lại muốn tha cho tên chứng thối đó? Vẻ mặt y trọng bất đắc dĩ, đình đình, con nghe cha nói, chuyện là như vậy. Y trọng nói hết mọi chuyện một lần. Cái gì? Trên mặt y đình đình mang theo nét khiếp sợ, la lên, anh, anh ấy là hắc Long. Đúng vậy, y trọng bất đắc dĩ nói, cậu ấy cũng là bị hãm hại, mau mà tiêu giao vương âm thầm dẫn người ra, hôm qua lật ngược tình thế, bằng không truyền thừa mấy nghìn năm của Trung Quốc sẽ bị kẻ tiểu nhân đoạt đi. Cha nói, con có thể kiện hắc Long không? Cậu ấy đã từng tổng soái của Nam Hoang, lập được công lao hiển hách, con muốn kiện sao? Con kiện cậu ấy, cha chẳng phải sẽ trở thành tội nhân của Trung Quốc. Y đình đình khẽ cắn môi. Cô không nghĩ tới, xảy ra quan hệ với mình, là hắc Long, chiến thần bảo hộ Trung Quốc. Đình đình, bỏ đi, trở về với cha, rời bỏ đất nước đầy thị phi này, quên nó đi, hết thảy sẽ tốt hơn. chương 304, Thái độ nhà họ đường. Tại tòa án, toàn bộ bồi thẩm đoàn vào chỗ, mà không ít người ở nhà họ đường tham gia trong lần mở phiên tòa. Vào giờ phút này, nhân viên công tác tại tòa án đi tới, mang theo nét áy náy, nói, xin lỗi, ông y hủy bỏ đơn khởi tố. Ông ấy nói đây chỉ là chút hiểu lầm, giam thần không có cưỡng hiếp con gái ông ấy. Bị cáo Giang Thần vô tội được thả. Cái gì? Người nhà họ Đường đều đứng dậy. Hà Diễm Mai nhất thời mở miệng kêu lên, xảy ra chuyện gì vậy? Có lầm không? Chứng cứ vô cùng xác thực, làm sao lại nói không mở phiên tòa, mau mở phiên tòa xét xử Giang Thần, tốt nhất là cho nó vào tù vài năm. Nhân viên công tác không phản ứng. Sau khi thông báo thì rời đi. Người nhà họ Đường mang theo nghi ngờ trở về. Hứa Tinh với Bạch Tố cũng thở dài một hơi hứa tinh liếc mắt nhìn bạch tố trên mặt mang theo ý cười nói xem ra ông chủ đã giải quyết phiền phức này ừ bạch tố gật đầu cười nói được rồi chúng ta cũng về thôi giang thần vô tội được thả ra anh rời khỏi tòa án sau khi đi ra ngoài thấy được người nhà họ đường anh đi tới trên mặt mang theo nụ cười sở sở anh đã nói anh bị oan hiện tại cảnh sát đã điều tra xong hết chuyện rồi chúng ta về nhà thôi giang thần vô tội được thả ra anh rời khỏi tòa án sau khi đi ra ngoài thấy được người nhà họ đường anh đi tới trên mặt mang theo nụ cười sở sở anh đã nói anh bị oan hiện tại cảnh sát đã điều tra xong hết chuyện rồi chúng ta về nhà thôi sắc mặt đường sở sở cũng là một mảnh tối tăm cô là trông cậy vào giang thần bị xử phạt bản thân sẽ xin cưỡng chế ly hôn cùng giang thần hắc long một chỗ hiện tại anh vô tội được thả ra cô còn mượn cớ gì để ly hôn giang thần cậu phạm tội cưỡng gian tôi hà diễm mai không có một người con rể như vậy cậu cút cho tôi chúng ta sẽ gặp nhau trên toàn xin ly hôn cho sở sở vẻ mặt hà diễm mai tối tăm tưởng gian thần sẽ bị xử tội nhưng hiện tại lại vô tội được thả ra nếu như có con rể như hắc long bà ta đi ra ngoài cũng được hãnh diện đường lỗi đã đi tới liếc mắt nhìn giang thần hừ lạnh một tiếng giang thần cậu bây giờ không xứng với sở sở, cậu biết sở sở bây giờ là ai không, con bé hiện tại thay thế Phương Vĩnh Cát, trở thành thần y mới của đất nước, mấy trăm bác sĩ nổi tiếng đều bái làm thầy, cậu làm sao xứng đôi. Giang thần biết đường sở sở muốn ly hôn, nhưng anh chỉ cho rằng đường sở sở là bởi vì bản thân cưỡng gian, lúc này mới đòi ly hôn. Hiện tại chuyện đã rõ, đường sở sở không có lý do ly hôn với anh. Sở sở, anh nhìn đường sở sở cô khẽ cắn môi hiện tại bản thân cũng có chút do so dự nhìn giang thần trước mặt lại nghĩ tới giang thần hắc long hai người đúng là khác nhau một trời một vực tôi cổ họng khẽ nhúc nhích nhẹ giọng nói giang thần thật ra chúng ta không hợp nhau cô khó khăn nói ra những lời này giờ phút này cô cảm giác được tự trách áy náy vết thương của bản thân là do giang thần chữa hết không có giang thần sẽ không có cô bây giờ nhưng mà cô lại nghĩ tới Hắc Long. Nghĩ tới một Hắc Long y thuật thiên hạ vô song, mà y thuật của Giang Thần cũng xuất phát từ Hắc Long. Nếu Giang Thần không đến nhà họ Đường ở rể, Hắc Long cũng có thể tới cứu cô, bản thân tự nhiên sẽ gả cho Hắc Long, cô cũng sẽ không chịu nhiều cực khổ như vậy. Nghĩ tới những cái này, chút tự trách trong lòng cô lập tức tan biến. Giang Thần, chúng ta thật sự không hợp, ly hôn đi, đối với anh, đối với tôi đều tốt. Giang Thần anh thực sự không xứng với chị Sở Sở. Ly hôn, nhà họ Đường tôi sẽ không bạc đãi cậu, cho cậu 10 triệu. Cầm 10 triệu, tuổi già sẽ không lo nữa. Người nhà họ Đường đều mở miệng, trên mặt Giang Thần mang theo nét bất đắc dĩ. Anh đây là lấy đá đập lên chân mình. Xem ra Đường Sở Sở thật thích một bản thân khác. Lúc này anh muốn thực sự tát mình một cái. Hắc Long chết thì chết, Đường Sở Sở sẽ không ôm ảo tưởng với Hắc Long hiện tại người lại từ chết mà sống làm ra nhiều chuyện như vậy lúc này y trọng dẫn y đình đình tới hai người vừa đi ra khỏi liền thấy một màn như vậy y trọng thấy người nhà họ đường đều ép gian thần ly hôn với đường sở sở ngay đây thì nhất thời vô cùng vui vẻ vừa cười vừa nói gian thần hiểu lầm một hồi thật vô nghĩa đúng rồi người nhà họ đường ép cậu ly hôn với đường sở sở vừa lúc cậu xem con gái tôi thế nào nói xong ông lôi Y Đình Đình tới. Giang thần xoay người, thấy được Y Đình Đình. Lớn lên đúng là xinh đẹp như hoa. Y Đình Đình cúi đầu, không dám nhìn tới Giang thần, chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào. Đứng trước mặt Giang thần, cô nhớ tới chuyện lúc trước, nhớ lại một màn Giang thần không ngừng nghiền ép mình kia. Vốn dĩ bản thân tràn đầy hận ý với Giang thần. Nhưng sau khi biết rõ ngọn nguồn câu chuyện, cô tha thứ cho Giang thần, Bây giờ thấy nhà họ Đường ép Giang Thần ly hôn với Đường Sở Sở, bản thân cũng có chút đồng tình với anh. Thân là chiến thần Trung Quốc, thần bảo hộ, lại đến một chút vị trí cũng không có ở nhà họ Đường. Giang Thần từ chối y trọng, cười nói, "Chú y, chú nói giỡn, tôi sẽ không ly hôn với Sở Sở, mặc kệ Sở Sở đối với tôi như thế nào, mặc kệ người nhà họ Đường đối với tôi như thế nào, tôi cũng sẽ không ly hôn." Hai. Y trọng thở dài một tiếng, chợt lôi kéo Y Đình Đình bỏ đi. Y Đình Đình vừa bước được ba bước thì quay đầu lại. Cô không ngừng ngắm nhìn Giang Thần, cô phải nhớ thật kỹ người đàn ông này. Nhớ kỹ chiến thần Trung Quốc này. Nhớ kỹ thần bảo hộ Trung Quốc này. Nhớ kỹ người đàn ông đã cướp đi lần đầu của mình. Cô biết, sau lần từ biệt này, có thể là vĩnh biệt, có thể cô vĩnh viễn cũng sẽ không gặp lại Giang Thần. Cho nên, cô phải nhớ kỹ. Đem dáng vẻ của Giang Thần, in sâu đậm vào trong đầu. Sau khi hai người rời đi, Giang Thần mới nhìn về phía người nhà họ Đường, cuối cùng ánh mắt dừng trên Đường Thiên Long, vừa cười vừa nói, "Ông ơi, lúc trước ông đã đồng ý với cháu, sau này người nhà họ Đường sẽ không được nhắc tới ly hôn nữa." Hiện tại ông nhìn thử một chút, cả nhà thế mà kêu cháu ly hôn. Đường Thiên Long chống ba tong, rút thuốc lá ra. Ông ta cũng biết địa vị hiện tại của Đường Sở Sở. Bị bầu thành thần y của đất nước nhiều bác sĩ nổi tiếng đến bái sư, tham gia bệnh viện thế kỷ. Tiền đồ Đường Sở Sở không lường trước được. Tiền đồ nhà họ Đường không lường trước được. Đây hết thảy là do Hắc Long ban tặng. Hắc Long cùng Đường Sở Sở mới là trời đất tạo một đôi. Giang Thần, hôm nay khác với ngày xưa, ông cũng hiểu được cháu với Sở Sở không hợp nhau, như vậy đi, nhà họ Đường cho cháu 10 triệu, ông lấy danh nghĩa cá nhân cho thêm 10 triệu, coi như báo đáp tất cả những gì cháu làm cho nhà họ Đường được không? thần sắc giang thần ngạc nhiên anh cho rằng đường thiên long sau khi trải qua một đời sẽ có thay đổi không nghĩ tới nhà họ đường vừa tốt liền trở mặt được cháu biết rồi giang thần không còn lời nào để nói xoay người rời đi đường sở sở nhìn giang thần rời đi trong ánh nắng chiếu xuống anh lại có vẻ cô đơn như vậy đường sở sở có chút kích động muốn xông qua kéo người lại sở sở đi thôi hà diễm mai lôi kéo đường sở sở nói trở về nộp đơn ly hôn, đúng rồi, gọi Hắc Long tới, chúng ta nên gặp mặt, đây chính là Hắc Long, mặc dù đã từ chức, nhưng cậu ấy cũng là thần y. Người nhà họ đường đều trơ mắt nhìn đường sở sở. Chị sở sở, mau gọi điện thoại cho Hắc Long. Tôi muốn gặp Hắc Long, tôi muốn gặp thần tượng. Đường sở sở hít sâu một hơi, cô lấy điện thoại di động ra, gọi một số. Xin lỗi, số điện thoại ngài gọi hiện đang tắt máy trên mặt cô mang theo vẻ bất đắc dĩ bắt đầu từ tối qua điện thoại hắc long vẫn luôn tắt máy làm sao cũng không gọi được hà diễm mai nhất thời nói điện thoại không gọi được vậy đến tập đoàn giang long cậu ấy là chủ tịch tập đoàn hiện tại chắc chắn là đang ở đó chờ một chút con đi về tắm trước thay một bộ đồ quyến rũ sở sở mẹ đã nói với con muốn bắt được một người đàn ông con phải nắm lấy nửa thân dưới của người đó mẹ tương đương mặt đường sở sở ửng đỏ cũng sắp 30, còn xấu hổ, mẹ là người từng trải, may mà con chia phòng với thằng nhóc nghèo kia. Đường Sở Sở đỏ mặt bỏ đi, mà Giang Thần một thân một mình đi trên đường. Bọn họ cũng là vì đường Sở Sở, không thể trách nhà họ Đường. Dù sao vẫn do anh giấu giếm thân phận. Nếu như không giấu giếm thân phận, Sở Sở cũng sẽ không muốn ly hôn với anh. Nếu như không giấu giếm thân phận, nhà họ Đường cũng sẽ không đối xử với anh như vậy chỉ là hiện tại, xảy ra nhiều chuyện như vậy, anh lại càng không thể bại lộ thân phận. Hiện tại Hàn Kim Minh đã nghi ngờ, đang suy đoán ai mới là Hắc Long, nếu bây giờ bại lộ thân phận, thì Hàn Kim Minh sẽ cho cùng rứt dậu, có thể gây bất lợi với đường sở sở. Bim bim tương đương, đằng sau truyền đến tiếng kèn. Giang thần xoay người lại nhìn. Một chiếc Porsche màu đỏ dừng bên người. Kính xe hạ xuống, hứa tinh lộ ra đầu nhỏ, trên gương mặt xinh đẹp mang theo ý cười thua ở nhà họ Đường, hiện giờ có phải tâm trạng rất tệ, rất muốn đi uống say, đi, tới nhà chị, trong chỉ có mấy chai rượu ngon. Giang Thần sờ sờ mũi, nhàn nhạt cười. Chợt mở cửa xe, leo lên. Đưa tôi tới nhà máy sửa chữa phi dược ở vùng ngoại ô. Chương 305, diễn kịch. Hứa Tinh không lái xe, cô ta quay đầu lại nhìn Giang Thần. Cô ta nhìn thấy sự chua xót và bất đắc dĩ trên gương mặt Giang Thần cô ta không thể tin được đường đường là chiến thần hộ quốc của trung quốc thần y đệ nhất thiên hạ cũng có một mặt thương cảm như vậy tại sao anh không nói thẳng với đường sở sở cho cậu ấy thấy thân phận cậu ấy sẽ không ly hôn với anh hứa tinh đau lòng thay cho giang thần có thể nói những gì tôi đã sớm nói rồi giang thần bất đắc dĩ mở miệng chợt thở dài nói được rồi không để ý tới chuyện này nữa đi thôi đưa tôi đến nhà máy sửa chữa phi dược ở ngoại thành giang thần Ừm. Giang thần liếc nhìn cô ta, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Hứa tinh định nói gì lại thôi, chợt thở dài một hơi, lần này coi NWS là tôi giúp anh. Ừm. Vẻ mặt Giang thần nghi ngờ. Hứa tinh khởi động xe, đổi hướng đi. Đi tới nhà máy sửa chữa phi dược không phải đi hướng này. Ai nói tôi muốn đến nhà máy sửa chữa phi dược, tôi muốn đến tập đoàn Giang Long. Cô gái, cô có thể làm gì? Giang thần không hiểu nghi ngờ hỏi. Hứa Tinh nói, đường sở sở biết rõ tôi là bạn gái cũ của Hắc Long, chúng ta đến tập đoàn Giang Long, để cho đường sở sở hết hy vọng. NGS vậy, hai mắt Giang thần sáng lên. Đúng vậy, sao anh lại không nghĩ ra? Đường sở sở rất muốn ly hôn với anh, nguyên nhân lớn là vì Hắc Long. Chuyện lần này tôi nợ cô một ân tình, Giang thần cười nói. Vẻ mặt hứa tinh bất đắc dĩ. Đường sở sở với Giang thần ly hôn, đây là cơ hội của cô ta sau khi hai người ly hôn cô ta có thể quang minh chính đại theo đuổi giang thần thế nhưng cô ta biết rõ trong nội tâm giang thần chỉ có đường sở sở rất nhanh đã tới tập đoàn giang long vừa vào phòng làm việc đã hiểu được tần niên đã đi tới hơi cúi người nói cậu chủ đường sở sở gọi điện thoại tới nói là muốn gặp anh giang thần còn chưa kịp mở miệng hứa tinh đã nói trước để cô ấy đến tần niên nhìn giang thần Giang thần gật đầu, để cô ấy đến đây đi. Được. Tần niên xoay người rời đi. Mà Giang thần ngược lập tức đi thay quần áo, đeo mặt nạ ra người, thắt lưng thay đổi, đã biến thành một bộ dáng khác. Hứa tinh ngồi trên sofa trong phòng làm việc, hai chân nhị lang bắt chéo, váy xuôi xuống dưới đùi, lộ ra đôi chân dài trắng nón. Cô ta nhìn gương mặt hiện tại của Giang thần, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười. Tại sao tôi nhìn bộ dạng anh bây giờ cảm thấy không được tự nhiên? có sao giang thần sờ mũi hứa tinh gật đầu nói tuy rằng chính khuôn mặt này yêu đương với tôi năm đó nhưng hiện tại tôi nhìn không vừa mắt có lẽ chỉ là một khuôn mặt khác mà tôi đã quen đúng rồi kế hoạch tiếp theo của cô là gì giang thần nhìn hứa tinh hứa tinh nói giúp anh anh cũng nghĩ tới hứa tinh muốn tạo ra một chút hiểu lầm đường sở sở sẽ hết hy vọng nhưng anh không biết kế hoạch cụ thể hứa tinh duỗi ngón tay thon dài ra vẫy vẫy giang thần giang thần đi tới hứa tinh kéo anh một chút kéo anh ngồi xuống sofa thì thầm cái gì đó vào tai anh sau khi nghe xong trên mặt giang thần lộ ra vẻ trần trừ do dự nói cái này cái này không ổn đâu hứa tinh trợn tròn mắt chỉ là diễn kịch thôi mà cũng không phải thật anh muốn tôi cũng không đồng ý đâu được rồi giang thần bất đắc dĩ gật đầu vì vãn hồi lại trái tim của đường sở sở anh sẽ đánh đổi bất cứ giá nào nửa tiếng sau Tần Niên đi vào, cung kính nói, cậu chủ, đường sở sở đã tới dưới tầng của công ty rồi. Ừm, Giang thần gật đầu nói, đưa cô ấy tới đây. Được, Tần Niên xoay người rời đi. Còn hứa tinh trực tiếp cởi quần áo, chỉ lộ ra ba điểm. Giáng người cô ta vô cùng xuất sắc, cho dù Giang thần nhìn thấy cũng không khỏi nuốt nước bọt. Hứa tinh rất tự tin với dáng người của mình, trêu thức cười đùa, tôi so với đường sở sở thì thế nào? Làm sao tôi biết được, giang thần sờ mũi cảm thấy có chút ngượng ngùng hứa tinh sững sờ một chút sau đó cười đến vô tâm đúng rồi tôi quên mất anh và đường sở sở kết hôn lâu như vậy nhưng là không ở cùng một phòng tôi sợ anh còn chưa nhìn thấy bộ dáng cô ấy mặc đồ lót vẻ mặt giang thần xấu hổ hứa tinh lại lôi kéo anh kêu lên đường sở sở sắp lên đây còn đứng ngây ra đó làm gì nhanh hai thân thể sát gần lại nhau giang thần cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của hứa tinh Lúc này anh có chút khẩn trương. Tuy nhiên Hứa Tinh nói là diễn kịch, diễn cho Đường Sở Sở xem, muốn cô hết hy vọng. Thế nhưng coi như là diễn kịch, nhưng vẫn phải hôn nhau. Anh có chút xấu hổ. Gan Hứa Tinh lại rất lớn, rất chủ động. Vì để gặp Hắc Long, Đường Sở Sở đã về nhà, thay một bộ đồ gợi cảm. Cô không ngừng suy nghĩ về những gì mẹ cô nói. Cô cảm thấy rất có lý. Trên đường đến đây, cô đã quyết định rằng nếu Hắc Long muốn thì cô sẽ hiến thân, trước tiên dùng thân thể của mình trói chặt Hắc Long, sau đó cưỡng ép Giang Thần ly hôn, rồi kết hôn với Hắc Long. Dưới sự dẫn dắt của Tần Nhiên, cô mang theo đầy hy vọng đến văn phòng của chủ tịch tập đoàn Giang Long. Cửa văn phòng. Tần Nhiên nói, "Cô Đường, chủ tịch đang ở trong văn phòng, vốn chủ tịch không thấy cô. Tôi thấy cô thường xuyên đến tìm chủ tịch, nên tôi mới lặng lẽ đưa cô tới đây, cô gặp được chủ tịch cũng đừng nói là tôi đưa cô lên đây." "Tôi biết rồi." cảm ơn ông Tần, đường sở sở cười. Tần niên xoay người rời đi. Đường sở sở lấy chiếc gương trang điểm từ trong túi ra, nhìn lại bộ dáng của bản thân mình. Cô lấy son ra bôi một chút mấy máy môi rồi đẩy cửa bước vào văn phòng. Vừa đẩy cửa bước vào, cô trợn tròn mắt. Trên ghế sofa trong văn phòng, một nam một nữ đang ôm nhau và hôn nhau say đắm. Người phụ nữ chỉ mặc ba điểm. Áo khoác trên người người đàn ông cũng cởi ra nhìn thấy cảnh tương như vậy đường sở sở đứng ở cửa như hóa đá nước mắt vì tuyệt vọng mà tranh nhau rơi xuống hứa tinh nhìn thấy đường sở sở cô ta vội vàng đẩy giang thần ra nhanh chóng mặc lại quần áo cười đi tới không có chút xấu hổ nào sở sở để cậu chê cười rồi đúng rồi cậu tới văn phòng của bạn trai tớ làm gì vậy a à, đường sở sở vừa khóc vừa phản ứng lại giang thần cũng mặc quần áo cẩn thận đi tới thân mật ôm lấy hứa tinh vừa cười vừa nói, sở sở, cô đến rồi, để tôi giới thiệu, đây là hứa tinh, bạn gái của tôi, hai người cũng quen nhau. Bùm, lời nói của Giang thần giống như xét đánh giữa trời quang. Đường sở sở xứng người tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Đúng vậy, hứa tinh là bạn gái cũ của Hắc Long, bọn họ ở cùng nhau là rất bình thường. Tôi, tôi tới để cảm ơn Hắc Long. Đường sở sở hồi lâu mới phản ứng lại, cố nặn ra một câu cảm ơn ngày hôm qua anh đã giúp tôi. Giang thần hơi dừng lại, nói tôi cũng không giúp cô, tôi sớm đã biết Hàn Kim Minh có âm mưu, tôi chỉ muốn đối phó với Hàn Kim Minh mà thôi, không tính là giúp cô, nếu không có chuyện gì, cô về trước đi, tôi muốn triển miên với bạn gái của mình. Hứa tinh ôm Giang thần cười nói, sở sở, khi tớ kết hôn, cậu nhất định phải làm phù dâu của tớ. Khi đi học chúng ta đã nói rồi hai người tôi một câu anh một câu đã chọc tức đường sở sở a à, được được đường sở sở không biết nên nói cái gì nói tiếp mấy câu tốt đẹp cái đó vậy thì không làm phiền hai người nữa cô quay người bỏ đi nhìn thấy bóng lưng của cô rời đi giang thần hít sâu một hơi hứa tinh mỉm cười nhìn giang thần tiếp tục giang thần trợn tròn mắt mọi người đi rồi đã diễn xong rồi cô còn muốn tiếp tục cái gì lần này cảm ơn cô, tôi nợ cô một ân tình. Nhưng khi tôi làm trò sẽ làm như vậy, hứa tinh nhìn Giang Thần, phong thái quyến rũ của cô ta khiến Giang Thần suýt chút nữa thất thủ. Cô ta kéo Giang Thần, dịu dàng cười nói, tôi sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm, tôi cũng không trách mối quan hệ giữa anh với sở sở. Đừng làm loạn, Giang Thần gạt tay hứa tinh ra. Hứa tinh trêu tức cười nói, ta hay nói đùa, tôi không phải loại phụ nữ vô liêm sỉ như vậy, Giang Thần trợn tròn mắt. Anh biết rằng Hứa Tinh đang lấy anh làm trò cười. Nhưng cô ta nhìn Giang Thần, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khẩn cầu, anh có thể làm bạn trai của tôi một ngày được không? Ừm. Giang Thần nhướng mày. Vẻ mặt Hứa Tinh thành thật nói, cho dù như thế nào, chúng ta có quan hệ từ trước, hiện tại tôi giúp anh giải quyết chuyện phiền phức lớn của Đường Sở Sở, anh còn biển hiện gì sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền kết chương 305